nhà nghèo neo đơn nên giờ đây không tranh than gì, chỉ than số kiếp quá nghèo không giữ được em, nên người phụ tôi theo giàu sang quên cảnh cơ hàng. Mình anh nơi đây nhớ em nhiều giọt nước mắt rơi. Người ơi em đành sao vì giàu sang bao con thơ dài đàn con thơ mà lòng đau nói sao nên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.